một vòng tại khu trưng bày nhé. Thì tại khu trưng bày của triển lãm Triều Điền lần này thì cũng có rất nhiều những tác phẩm được đưa đến rồi. Thì hôm nay là Trung Môn Sai thì cũng đã nhìn thấy anh Bách Thuận đang trong đấy rồi. Đấy nhá, cả nhà. Nắng quá. Đấy, Trung Môn Sai thì cũng đang tiện máy đây và điểm tin qua rồi. Một chút nữa thì cũng sẽ review kỹ để cho mỗi người có thể là cảm nhận được trong cái kỳ triển lãm lần này có rất nhiều những tác phẩm quý đã được mang về đây. Đó, nắng quá. Đấy, không gian trưng bày cây nhỏ thì ở bên trong đây. Chẳng sao, biết sao mà cây anh Hùng đang để dưới đất kia. Đây, chào tất cả anh em nhé. Đây, cây này. Những tác phẩm xanh si thì trong khu này đều những cây 1, 2, 3 hết. Nên là mọi người có thể về giao lưu, cảm nhận. Trung Môn Sai cũng chỉ rướt qua thôi. Nhiều cây đẹp lắm. Cả nhà, nếu mà bỏ qua kỳ triển lãm lần này thì chắc chắn là hơi tiếc. Đó, có những tác phẩm mà anh em đưa về đây rất sớm. Đây. Đẹp chưa? Cây đẹp quá. Làm theo phong cách tự nhiên. Đại ca mới lên à? Vừa đến rồi à? Em vừa đến xong, tôi điểm tin một chút để cho anh em cũng như mọi người biết được cái chương trình sáng ngày mai. Sáng ngày mai thì cũng là một buổi giao lưu offline, và nó là chắc là lớn nhất từ trước đến giờ tại các gian hàng chợ, khu chợ này. Thì đây là một trong những cái nơi mà sắp tới đây sẽ thường xuyên giao lưu, tổ chức chợ hoa cây cảnh tại khu vực Long Biên lần này. Thì mọi người có thể là nắm bắt được cái chương trình nhé. Đấy. Bên ngoài kia là rất nhiều đấy, rất nhiều những tác phẩm đẹp đấy, được đưa về. Trung Môn Sai cũng chỉ khái quát qua một vòng này thôi. Điểm tin như này để cho mọi người có cái nhìn tổng quan. Đấy, bên ngoài kia, hàng trăm tác phẩm đang được kê kích lại để cho buổi lễ ra mắt này, cũng như là tạo một cái sân chơi sắp tới đấy cho mọi người. Quen quá. Những tác phẩm ở Trung Môn Sai cũng đã quay qua rồi, bây giờ gặp lại phải rất là tuyệt vời nhé. Đó. Mọi người ơi, mọi người có thể bớt chút thời gian nhé, thì vì cái chương trình này cũng là một chương trình lớn đấy, quy mô phải nói là quá tuyệt vời để cho mọi người có thể là trực tiếp này, sờ vào tác phẩm. Vì đây là khu này rất là rộng. Tập đoàn Triều Điền cũng là một trong những tập đoàn mà chuyên về thiết kế thi công sân vườn. Đấy. Rồi là tư vấn cho mọi người có thể là có những cái không gian sân vườn đẹp, đặc biệt là những cây tùng kìa, rất là đẹp, rất là to đằng trước mặt anh em này này. Đấy, một rừng tùng luôn, toàn những cây một người ôm không. Đó, có đội ngũ nhân viên thì phải nói là tuyệt vời rồi, có thể đưa đến anh em một cái sân vườn rất là ý nghĩa. Nhà vườn Ngọc Thoan, tác phẩm Năm Thân. Cây này cũng là một trong những cây hình như là tương đối nổi tiếng này. Không biết là đây rồi. Mọi người ạ, thì video này sẽ để video sau mình review. Vẫn một thân 600 triệu. Đấy. Ai muốn nói anh Thoan lỗ thì cứ nói lỗ đi, nhưng mà anh bán thì như thế nhá. Không có kiêng để ai cả. Đấy, anh công khai giá cả luôn. Anh ta nào đủ sức thì có thể là cắt một thân 600 triệu thôi. Và bên là nói đã mang đi cũng đã vất vả rồi đúng không? Đấy, mà để công chúng đón nhận thì tuyệt vời hơn nữa. Vì những tác phẩm này thì khi mà Trung Môn Sai trước đó cũng quay lên rồi thì cũng được rất nhiều anh em đón nhận ở video trước. Hôm nay gặp chủ nhân, đích thinh thân chủ nhân đây, nhưng mà chưa có dịp để review kỹ về công việc cũng như là cái cách sắp xếp của ban tổ chức đang được sắp xếp. Thì video sau Trung Môn Sai sẽ chia sẻ cùng nghệ nhân nhá, cũng như chủ tác phẩm. Ơi cả nhà ơi,
còn rất nhiều thì thôi mới đến thì chúng con xe cũng điểm danh qua thôi. Những cái tác phẩm của các anh tài đây cũng chưa để số anh em ạ, chắc chắn từ giờ đến chiều đây cạc cũng như số điện thoại thì sẽ được ok hơn, thì mọi người sẽ chú ý nhé. Đấy, chúng con xe rước một vòng thôi, gần 200 tác phẩm mà bên trong kia và bên ngoài đây cũng đã có mặt rồi, mọi người về và cho cái ý kiến nhé. Triển lãm Triệu Điền lần này thì cũng mang một cái phong thái riêng, vì đây là một trong những tập đoàn người ta đứng ra người ta tổ chức. Đấy, nên là mọi người có thể là ủng hộ tập đoàn Triệu Điền nhé, cũng như vào cái trang của Triệu Điền để mọi người tham khảo, cũng như là kết nối đam mê với Triệu Điền. Vất vả quá. Đấy, anh thấy không? Từ ngày anh đến đây có 3 ngày đấy. 3 ngày mà mình về với 2 ngày thôi mà chương trình đã xong hết như này rồi. Phải nói là vất vả, mình vẫn biết là anh em là vất vả đấy, nhưng mà thôi thì chương trình nó đã diễn ra rồi thì cũng cố gắng đúng không? Ngày mai cũng là một ngày quan trọng của Triệu Điền nên là mọi người cũng đang gấp rút, đặc biệt là một số các anh em chủ chốt thì đang cố gắng cho cái triển lãm ngày mai được thành công hơn. Đấy, cũng rất mong mọi người đón nhận và hãy đến cùng với Triệu Điền nhé. Đấy, này. Ngày mai các anh cứ quần đầy đẹp. Rồi. Ok, ok. Rồi, mọi người nhá, mọi người đến nhá, xem tác phẩm nha, Thiên Điện Long tụ hợp đây. Xem nó có xứng đáng không, vì một trong những cây mà phải nói là người ta dự định 20 năm nữa đưa đi, nhưng bây giờ đã đưa đến cho anh em chiêm ngưỡng rồi thì anh em cố gắng nhá. Không phải dễ dàng mà tiếp cận được tác phẩm này đâu. 4 năm rồi chung một sai với quay lại và cũng đã chia sẻ lên rồi. Đi vào bên trong. Gặp các bác anh trong ban tổ chức đây rồi. Cường ơi mới ra à Cường? Thì tới Trung Môn Sai cũng sẽ ra chia sẻ vườn cây em Cường nhé, để cho mọi người nắm bắt cái chương trình. Vườn Cường cũng rất nhiều tác phẩm VIP, do thời gian vừa rồi em bận bắt siêu phẩm nên là cũng cứ phải ở nhà chăm sóc cây đẹp mà không chỉnh chu lại thì cũng không được, nên là Cường vì rồi cũng hơi vong bóng một chút mọi người ạ. Giá mà gần em Cường thì chúng tôi cũng thường xuyên chia sẻ để cho mọi người đến tận nơi cũng như là kết nối được ok hơn, nhưng mà do là ở xa anh em cách nhau đâm khoảng tầm 40 cây nên là nhiều lúc là không tiếp cận được. Mỗi người một công việc. Đây mọi người, nhiều tác phẩm đẹp lắm. Thôi mọi người cố gắng nhé, quay lên đây thì cũng chỉ một phần nào đấy thôi, cho mọi người cảm nhận một vòng niềm tin rồi. Công đoạn tổ chức thì ban tổ chức cũng đang là sắp xếp các hạng mục đây rồi. Đấy, ngày mai cũng là một trong những buổi mà thực sự ý nghĩa. Đấy. Đây, lễ khai mạc triển lãm hoa cây cảnh và ra mắt. Đây, tuyên bố. Ra xa nhé mọi người nhìn nhé. Hôm nay thì thời tiết rất là oi bức với cái nắng oi ả. Không biết tại sao mà nắng như thế. Ngày mai tổ chức thì chưa biết thế nào, nhưng mà hôm nay phải nói cực kỳ lắng luôn.
Okay.